Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết số 116 ngày 24 tháng 9 năm 2011 và quyết định số 28 ngày 1 tháng 10 năm 2011 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum đã khẩn trương triển khai các bước cụ thể nhằm hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động một cách nhanh chóng, hiệu quả. Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến lượng khách hàng đến gara chi nhánh Kon Tum, công ty cổ phần ô tô Trường Hải thời gian qua sụt giảm mạnh. So với trước lúc dịch bùng phát, doanh thu dịch vụ của chi nhánh đã giảm gần 30%. Do đó, ngay sau khi nhận được thông tin về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, chi nhánh đã nhanh chóng cập nhật đầy đủ thông tin của người lao động và thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh để kịp thời hỗ trợ người lao động theo đúng quy định. Vào ngày 5 tháng 10 vừa qua, hơn 30 lao động của chi nhánh đã nhận được hỗ trợ với số tiền hơn 70 triệu đồng. Tôi đã cập nhật và rà soát các thông tin cho nhân sự ở tại đơn vị và gửi cái phản hồi cho bên cơ quan bảo hiểm. Thì cái công việc này nó diễn ra khá là thuận lợi và nhanh chóng. Tôi đã gửi cái thông tin này lên cho cơ quan bảo hiểm thì ngay sáng hôm sau là sáng hôm nay thì các anh em người lao động đã nhận được cái mức trợ cấp này rồi. Tình hình dịch nó phức tạp như thế này thì anh em chúng tôi thì đi làm thì nó cũng có những ngày chia ca nghỉ rồi làm thì nó cũng khó khăn, nhưng mà được nhận cái tiền hỗ trợ này thì anh em nó cũng phấn khởi, nói chung cũng có thêm cái thu nhập để trang trải gia đình. Xác định rõ ý nghĩa của chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum đã xây dựng phương án triển khai, tập trung nguồn lực để tiến hành rà soát, phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn thực hiện các quy trình thủ tục nhanh gọn để người lao động, người sử dụng lao động được nhận tiền hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Qua thống kê, toàn tỉnh có hơn 16.200 người lao động được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp với số tiền hỗ trợ từ 1,8 triệu đồng đến 3,3 triệu đồng. Gần 900 đơn vị được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống bằng 0% trong 12 tháng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 với số tiền giảm dự kiến khoảng 10 tỷ đồng. Phía Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã chủ động triển khai một số nội dung để mà thực hiện tốt chính sách này. Trên tinh thần là đảm bảo thủ tục nhanh gọn, chính xác, công khai và minh bạch. Đơn vị cũng đã truyền thông các nội dung của nghị quyết đến lên các phương tiện thông tin đại chúng để mà người dân, đơn vị sử dụng lao động và người lao động nắm. Hiện nay là công ty đã nhận được văn bản của Bảo hiểm xã hội và công ty đang triển khai cho các đơn vị trực thuộc rà soát lại các cái thông tin của người lao động trong cái danh sách để được nhận hỗ trợ và sẽ gửi cho Bảo hiểm xã hội trong cái thời gian sớm nhất. Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động lần này thể hiện sự quan tâm chia sẻ của Đảng và Nhà nước đối với người dân trong giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Qua đó, góp phần ổn định cuộc sống người lao động, giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục chuỗi cung ứng hàng hóa cho thị trường.